Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, quyết định là một trong hai chức năng cơ bản của Hội đồng Nhân dân và được thể hiện dưới hình thức là các nghị quyết được thực hiện tại các kỳ họp thường kỳ hoặc chuyên đề. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 10, kỳ họp chuyên đề được tổ chức vào đầu tháng 11 vừa qua, một lần nữa vai trò quyết nghị tại nghị trường của các đại biểu dân cử được thực thi trên cơ sở đảm bảo tính chính xác, sát thực tiễn trong quá trình xây dựng nghị quyết. Thực tiễn cho thấy một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chính sách không khả thi, không đạt hiệu quả do việc đề xuất chính sách chỉ đứng ở góc độ của cơ quan quản lý nhà nước, chưa xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn để điều chỉnh, bổ sung chính sách. Áp dụng luật về lập đề nghị xây dựng nghị quyết, nhiều kiến nghị của cử tri trở thành kênh thông tin quan trọng trong việc lập đề nghị xây dựng nghị quyết, là cơ sở đối chiếu, đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn tỉnh. Xác định tầm quan trọng trong việc xây dựng và ban hành các nghị quyết tại địa phương, thời gian qua, triển khai luật văn bản ban hành quy phạm pháp luật năm 2015 cùng với việc quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, định hướng, giải pháp xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đã được nêu trong nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, không ngừng nâng cao chất lượng việc ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại các kỳ họp. Đề nghị xây dựng nghị quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phân công các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra trước khi trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các nội dung đưa vào kế hoạch xây dựng nghị quyết phải đáp ứng đầy đủ về cơ sở pháp lý, sự cần thiết từ thực tiễn, tính khả thi, hiệu quả của chính sách, cũng như nguồn lực và các điều kiện đảm bảo thi hành khác. Qua xem xét một số nội dung được yêu cầu, cần có sự chuẩn bị chu đáo hơn, điều chỉnh thời điểm trình phù hợp hơn. Ngoài đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng có nhiều đề nghị xây dựng nghị quyết để kịp thời cụ thể hóa quy định của cấp trên và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tham gia ngay từ đầu vào quá trình xây dựng nghị quyết. Theo lĩnh vực phân công, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ động nghiên cứu, tiếp cận thông tin, tổ chức khảo sát, tham gia góp ý vào dự thảo văn bản. Đồng thời yêu cầu cơ quan tham mưu thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng nghị quyết, nhất là việc lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp. Quá trình tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các sở ban ngành cấp tỉnh cơ bản đã tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, từ việc ban hành chương trình xây dựng pháp luật đến việc tổ chức soạn thảo, lấy ý kiến của các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan, lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động của văn bản và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, ý kiến thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp. Công tác thẩm tra các báo cáo dự thảo nghị quyết được tiến hành kỹ lưỡng, chặt chẽ. Nhiều báo cáo thẩm tra vừa mang tính phản biện cao, vừa đảm bảo tính thuyết phục, được Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng tình, tiếp thu. Qua công tác thẩm tra, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trao đổi kỹ với Ủy ban Nhân dân tỉnh để đi đến thống nhất trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh được tổ chức vừa qua, nhiều nội dung quan trọng được nghị trường tập trung thảo luận. Đối với dự thảo nghị quyết quy định nội dung và mức chi, mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị làm rõ nội dung chi, mức chi hỗ trợ phát triển một số mô hình, nhiệm vụ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Về nghị quyết điều chỉnh, bổ sung nghị quyết số 29 NQ-HDNZ ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Các đại biểu yêu cầu làm rõ về một số dự án đề nghị điều chỉnh, giải trình tính khả thi của nghị quyết số 29, nghiên cứu phương án giao cho huyện, thành phố, từ được chủ động phân bổ nguồn vốn và phân cấp quản lý dự án. Giải trình các nguyên nhân, lý do, sự cần thiết đối với những thay đổi của các dự án. Liên quan nghị quyết về điều chỉnh các dự án đầu tư công trung hạn, các cái dự án danh mục thì đúng là chúng tôi là đại biểu đồng thì cũng băn khoăn. Tất nhiên thì chúng là trong thực tiễn, kể cả từ chỉ đạo, hướng dẫn và quy định của trên thì nó cũng có lúc, có chỗ, có nội dung nó chưa được cụ thể, dẫn đến quá trình mà hội đồng, rồi ủy ban tỉnh, các ngành chuyên môn cũng có sự điều chỉnh.
chúng tôi cũng rất là băn khoăn cái việc mà rất là mong các cơ quan chuyên môn có cái xác định rõ với có thể nếu được thì khẳng định với đồng rằng là chúng ta có thể phân cấp cho huyện được không. Hiện nay là cái chứ từ một tất cả cái gì mà chúng ta cũng mang lên tỉnh, tất nhiên là từ chức đưa lên tỉnh thì cũng là do cơ quan chuyên môn đề xuất thôi, là cho rằng là cái này phải tỉnh, phải hội đồng tỉnh. Thế thì sau khi quá trình thực hiện tiếp tục trao đổi với ngành trung ương ấy, thì các đồng chí có thể trao đổi cung cấp thêm, làm rõ thêm cho đại biểu đồng rằng là những nội dung này chúng ta có thể phân cấp cho hội đồng nhân dân cấp huyện được không. Nếu được thì về góc của cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ chúng ta đẩy mạnh cái phân cấp cho địa phương, cho cấp huyện để người ta trực tiếp điều chỉnh rồi bổ sung thì nó sẽ rất là thuận. Thì rất là mong tại cái kỳ họp này thì các cơ quan chuyên môn có những thông tin thêm để hội đồng quyết định và cũng có cái định hướng để chúng ta có cái sự phân cấp đó thì nó sẽ tốt hơn. Vừa qua báo cáo chí là nhiều huyện cũng đã dự thảo được các cái kế hoạch liên kết gửi lên cho Sở Nông nghiệp để chuẩn bị thẩm định. Thì chúng tôi cũng đã đọc thì cũng có rất nhiều các cái chuỗi liên kết người ta huy động cái phần mà đóng góp của người dân thì vượt cái mức tối thiểu mà do tỉnh dự kiến là hỗ trợ mức tối đa, tức là tỉnh hỗ trợ mức tối đa tức là nhân dân thì phải đóng góp là tối thiểu. Thế báo cáo chính như vậy. Thế thì trên tinh thần như vậy thì chúng tôi cho rằng là nếu chúng ta quy định như hiện tại thì có thể là sẽ thực hiện nó phù hợp, còn nếu chúng ta quy định cứng là 70%, 80%, 5% thì cái phần mà đóng góp của người dân ấy, thì thứ nhất là đương nhiên là phải giảm đi để cho cái tăng cái phần hỗ trợ của nhà nước lên. Báo cáo chính như vậy. Thì nếu mà như vậy được ấy, thì nó dẫn đến cái câu chuyện là sẽ cái đối tượng được hỗ trợ nó sẽ ít đi. Báo cáo chính như vậy. Còn nếu mà chúng ta mà gọi là hỗ trợ từ trung ương, từ ngân sách nước mà ít mà đóng góp nhân dân nhiều thì đối tượng được hưởng thì sẽ rộng ra. Báo cáo chính như vậy. Thì trong các cái văn bản quy định của chính phủ cũng như là của các bộ ngành trung ương thì đều có ghi là cái đối tượng ấy thì đều có ưu tiên. Báo cáo chỉ sau khi mà có các cái dự án chuỗi liên kết rồi là các dự án đầu tư cộng đồng thì đều sau khi mà xét duyệt thì đều có tính ưu tiên, chứng tỏ là cái gì không có đủ nguồn vốn để mà hỗ trợ cho tất tật các đối tượng, thế cho nên người ta phải đi ưu tiên. Thế nếu như mà chúng ta áp dụng cái mức cái cao nhất theo hỗ trợ của trung ương ấy, thì báo cáo chỉ là cái đối tượng chúng ta được sẽ ít đi. Kiểu các ông chí như vậy thì chúng tôi cũng giữ quan điểm là để như trong cái dự thảo và cũng tiếp thu ý kiến đồng chí Triệu Đình Lê, thôi ta bỏ chữ cụ thể đi thì để khỏi phải thắc mắc. Thì có nghĩa là đối với từng dự án trên cơ sở mà các cái hộ gia đình mà người ta hoặc là các cái đối tượng tham gia chuỗi liên kết mà đóng góp được nhiều hơn ấy, thì sẽ thực hiện theo phần đóng góp nhiều hơn của các cái hộ. Còn đâu nếu như mà họ đóng góp không đảm bảo được thêm mức nhiều hơn thì mức đóng góp tối thiểu đều báo cáo chỉ như vậy. Thì đấy là cái nội dung này thì cũng đề nghị các đồng chí tiếp tục các đồng chí quan tâm đi đến quyết định cuối cùng. Đối với danh mục dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Ủy ban nhân dân tỉnh xin rút lại toàn bộ danh mục để rà soát lại, đảm bảo đúng, chính xác theo mục tiêu kế hoạch, đảm bảo chương trình thực hiện có hiệu quả trong năm 2023. Phiên thảo luận tại kỳ họp đã đề cập, làm sáng tỏ, thấu đáo nhiều vấn đề, đặc biệt là về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cơ chế chính sách cho đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội. Qua đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong việc biểu quyết thông qua các nghị quyết, tạo tiền đề để các nghị quyết kết luận kỳ họp sớm được triển khai, đi vào cuộc sống. Thống nhất là trình hội đồng tỉnh là cho chủ trương chuyển mình. Hiện nay đang có rất nhiều ý kiến mà muốn là trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi cũng đã thấy cái vướng mắc, đó là cái điều chỉnh quyết 29. Xin báo cáo đồng chí là trong cái điều hành của ban tỉnh là khi mà có các chương trình quốc gia của ban tỉnh cũng đã có cái văn bản giao cho các huyện, thành phố, các cái xã là do rà soát công trình từ tháng 8 năm 2021 chứ không phải là rà soát. Nhưng mà bây giờ cái lỗi ở đây thì xin báo cáo đồng chí là khi mà rà soát thì các huyện và các xã cũng rất là chủ quan, tức là cho rà soát và cũng đã yêu cầu là đề nghị là anh phải phối hợp với tư vấn tính toán tương đối sát. Vì tại sao nói tương đối sát? Vì chúng ta lúc đấy chưa có quyết định phê duyệt. Thì cũng chúng tôi cũng lường biết là cái khả năng mà cũng rất là quán triệt các huyện có văn bản quán triệt các huyện là phải rà soát tương đối phải kỹ. Và cũng phải xác định là cái nào đã có đúng cái đối tượng, đúng cái nhu cầu, thứ hai là quy mô và cả tên. Nhưng mà qua cái rà soát tổng hợp khi thông qua nghị quyết thì chúng ta xác định là chưa có quy định phê duyệt, gọi là
nếu đúng ra gọi là kỷ luật dự kiến, chố dự kiến. Đấy, khi mà tổng hợp phê duyệt giao vốn thì phải xảy ra cái là đối chiếu với cái quyết định 29 là gần như là gọi như đồng chí biết là gần 40% là các dự án là không khớp với quyết định 29 thì ban tỉnh chúng tôi dừng lại là không thể cơ bản phê duyệt giao vốn được, nếu nhất là cái tăng trưởng đầu tư và điều chỉnh lại cơ cấu vốn, hai là cái tên. Đấy, do vậy là chúng tôi có cái báo cáo thường trực của ban tỉnh. Đấy, cái tên thì ban tỉnh là nhất trí là cho cái điều chỉnh luôn. Còn đối với những thay đổi quy mô thì đề nghị là thông qua hội đồng nhân tỉnh thì hôm nay đã tỉnh trình với bằng nhân dân anh. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các nội dung về điều chỉnh bổ sung danh mục dự án của các chương trình mục tiêu quốc gia cần ra soát lại, đảm bảo tính chính xác, phù hợp với thực tế. Đồng ý cho rút nội dung danh mục thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để ra soát, điều chỉnh lại, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm. Đối với hai chương trình còn lại, gồm chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị chỉ điều chỉnh danh mục đã có trong nghị quyết 29, phần danh mục bổ sung sẽ rà soát và bổ sung trong kỳ họp cuối năm. Cho phép điều chỉnh số tiền của danh mục dự án bổ sung chưa được thông qua, bố trí cho các dự án được điều chỉnh. Tôi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các sở ban ngành chuyên môn và các địa phương khẩn trương xây dựng và hoàn thiện các tờ trình dự thảo nghị quyết và hồ sơ tài liệu đúng thời gian quy định. Đặc biệt là tập trung rà soát lại các chương trình mục tiêu quốc gia thống kê cao để lựa chọn được các danh mục dự án đầu tư công, dự án đầu tư bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu thực sự tập trung sẽ tạo được sức lan tỏa và có hiệu quả kinh tế xã hội cao, tránh giàn trải để triển khai trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Đồng thời chúng tôi cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo ngay để nghiên cứu đề xuất việc phân cấp quản lý đầu tư các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ba chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn theo hướng phân cấp mạnh hơn, nhiều hơn cho các huyện để chủ động và chịu trách nhiệm lớn hơn trong triển khai thực hiện các chương trình báo cáo về quyết định tại kỳ họp cuối năm để thống nhất thực hiện từ năm 2023. Có thể thấy, việc xây dựng và ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, nhất là nghị quyết quy phạm pháp luật, được thực hiện tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Trên cơ sở điều kiện cụ thể của từng địa phương, Hội đồng Nhân dân tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động ban hành nghị quyết, đảm bảo nghị quyết có tính khả thi, đi vào thực tế cuộc sống, góp phần không nhỏ trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến đây, chuyên mục cơ quan dân cử và cử tri xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chuyên mục lần sau.